Vâng, Hoàng Gia xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Audio. Clip lần này thì Hoàng Gia sẽ giới thiệu đến các bác những cái đôi loa mắt võng mắt cáo của những cái thương hiệu như Sansui, Pioneer. Đây là những cái hai thương hiệu lớn của Nhật chuyên làm những dòng loa mắt võng mắt cáo. Thì trong ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ giới thiệu các bác khoảng tầm chục đôi loa, chủ yếu là của Pioneer, với những cái model như 88 trơn, 99 trơn, 88A, 99A, A700. Đó, và Sansui thì có một cái đôi bát gần 40, đó là Sansui SP 3500. Đấy. Và đây, và trong kho nữa thì Hoàng Gia Nát đã sẽ quay từ bên ngoài cũng như vào bên trong có nha. Và mỗi một sản phẩm thì Hoàng Gia cũng sẽ báo giá cho các bác luôn. Và những cái cặp loa như thế này, nói chung các bác nhá, từ 88 trơn này, 799 trơn này, 88A này thì đối tác của nó đó là những dòng âm ly Sansui. Ví dụ như Sansui 5000A, Sansui 5000X, Sansui 2000X, Sansui S, Sansui S, Sansui 8 đấy ạ. Đấy. Và một số các dòng Sansui đắt tiền hơn như 80, 80, 80 DB, 90, 90, 90 DB và những dòng âm ly G 7000, 8000, 9000, 9000 DB. Thì đấy là dòng âm ly đắt tiền hơn thì Hoàng Gia không nói đến. Nhưng để mà chơi tốt, chơi hay rồi mà giá tiền phù hợp ghép với những đôi loa mắt võng mắt cáo như trong clip này này, thì các bác lưu ý cho em đó là những dòng âm ly Sansui 5000 trơn 5000A dao động từ 13 triệu đến 15 16 triệu. Đấy. Đấy là những cái dòng âm ly vừa tiền. Cao hơn một chút thì chúng ta có 2000X khoảng 18 triệu. Đấy thì đấy là những dòng âm ly rất hay và ghép hợp những dòng loa này các bác nhá. Vâng ạ, và bây giờ thì Hoàng Gia sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một, và trong clip ngày hôm nay đây là những cái video dành tặng các bác thích những dòng loa mắt võng mắt cáo, thì hôm nay Hoàng Gia lên cho các bác một bộ sưu tập hầu hết đầy đủ các dòng loa mắt võng mắt cáo của các thương hiệu như Pioneer, của chủ yếu là Pioneer, vì Pioneer thì nó là cái thương hiệu loa, thì nói đến Pioneer thì chúng ta phải nói đến những dòng loa mắt võng mắt cáo thì rất là hay rồi, kể cả hay và cũng như kể cả bài nó cũng rất là đẹp. Đây là cặp A700. Cặp này thì sở hữu là cấu hình của nó là ba loa, ba đường tiếng, bát 30 màng FB, gân vải đó nhá, chung giấy 12, tép còi 6 lỗ giống như 88A. Đấy. Cặp này thì nó gần như giống 88A và nó cũng gần như tương tương như 77A. Và cặp này thì giá của nó cũng rất là hợp lý các bác nhá. Giá này thì Hoàng Gia cũng xin giao lưu các bác giá cặp A700 này. Bao zin tuyệt đối và đẹp xuất sắc luôn nhá. Thì cặp này thì Hoàng Gia đang giao lưu các bác giá là 18 triệu các bác nhá, 18 triệu đồng. Giá này là cực kỳ êm rồi các bác nhá. Đấy, thì đối tác với những dòng đó thì các bác lưu ý những dòng âm ly Sansui như Hoàng Gia có kể 5000 trơn, 5000A đấy ạ. Đấy là dòng âm ly vừa tiền. Đấy. Cao hơn nữa thì có 5000X rồi là 90 80 DB các kiểu đấy, thì thế này nó đắt tiền. Cặp thứ hai là cặp Sansui SP 3500, cặp này thì có tới là 1 2 3 4 5 6 loa một thùng. Các bác nhá, 6 loa 4 đường tiếng, 2 tép còi một đường tiếng, 2 tép giấy, 2 chung giấy một đường tiếng, một tép kèn ở đây là một đường tiếng và một bát là một đường tiếng các bác nhá. Đấy, 4 đường tiếng. Cái cặp này thì 1 2 3 4 4 tiếng rồi. Cặp này thì nó rất là khủng và đường kính bát của nó là 35,5 cm, tức là tường còn 36 cm các bác nhá. Đấy, 2 mít, 2 loa chung giấy, 2 tép còi và một tép kèn ở đây. Đấy, thùng con này thì rất là nặng. Đây các bác nhìn các tuyến loa của nó nhá. Đấy, rất là đẹp và đồng đều các bác nhá. Cặp này thì giá của nó cũng rất là hợp lý, vì những dòng loa của Sansui ấy thì thông thường giá lúc nào nó cũng mềm hơn so với Pioneer rất là nhiều. Đấy, nhưng mà dòng âm ly của Pioneer thì lại rẻ hơn âm ly của Sansui. Đấy, tức là nói đến loa thì nói đến loa Pioneer, còn nếu nói đến âm ly thì phải nói đến âm ly của Sansui. Đấy, thì dòng Sansui này thường là loa sẽ rẻ hơn so với của Pioneer, kể cả bát có to hơn của Pioneer nhưng mà giá lúc nào cũng rẻ hơn Pioneer. Cặp SP 3500 các bác nhá, cặp này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 17 triệu 500. Đấy, bao zin và bao đẹp tuyệt đối cho các bác. Tiếp theo là cặp 88 trơn. Cặp này là cặp sở hữu là 2, 4, 5 loa, 5 loa 4 đường tiếng các bác nhá. 4 đường tiếng, 2 tép giấy một đường tiếng, 1 tép kèn một đường giấy tiếng, 1 tép kèn siêu tép, 1 chung giấy và 1 bát 30 gân vải. Gân vải thì là siêu bền nên là không lo vấn đề thay gân. Con này thì dòng nỗ thông hở phía trước các bác nhá. Nỗ thông hở phía trước. Đấy, các bác có thể nhìn các tuyến loa. Góc cạnh thì lát nữa Hoàng Gia sẽ quay phía sau. Các tuyến loa các bác nhá, các bác nhìn kỹ các tuyến loa, nó đồng đều, và một thứ hai là mềm, màu sắc đồng đều, thứ hai là gì? Nó đẹp, cân đối. Các bác nhá. Cặp này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 12 triệu 500 các bác nhá. 12 triệu 500.
Dòng này thì rất là dễ ghép và cũng như là nghe những dòng nhạc xưa, nhạc cổ rất là hay các bạn. Những cái dòng mắt cóng, võng mắt cáo này nghe nhạc cổ rất là hay. 12.500.000. Tiếp theo thì Hoàng Gia có cái cặp nữa là cặp 99 trơn. Đấy, cặp 99 trơn các bác nhá. Đây là cặp 99 trơn. Đó. Các bác có thể nhìn bát của nó là bát 40. Đôi này là 246 loa. 6 loa của nó là 1 đường tiếng, 2 đường tiếng, 3 đường tiếng, 4 đường, 5 đường tiếng các bác nhá. 5 đường tiếng, 6 loa, 5 đường tiếng. Cặp này bát 40. Nó như kiểu 99A các bác, 1 tép kèn, 2 siêu tép mắt trâu giống 99A FB. Một con này là con tép giấy, con này là con chung giấy và bát 40. Đấy các bác có thể nhìn các tuyến loa của nó đây. Đấy, em quay rất là chi tiết rõ ràng các bác nhá. Đấy. Cặp này là 17.500.000 các bác nhá, 17.500.000. Đây là cặp CS99 trơn. Đấy, 99 trơn các bác nhá. 99 trơn. Đấy. Rất là vừa tiền mà mắt võng mắt cáo quá, nhìn cái căng nó này. Cái căng cực đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Đây, cặp ê căng nó đây ạ. Rất là đẹp nhá. Giá thì hợp lý luôn. Các bác có thể tươi 88 trơn hoặc cả 99 trơn cũng được. Đấy. Đây là hai cặp trơn, 88 trơn và 99 trơn đứng cạnh nhau, các bác có thể nhìn là chiều cao là gần như bằng nhau. Nó chỉ to ngang hơn một chút thôi. Đấy. Tùy các bác lựa chọn, một cặp là 12.500.000, một cặp 17.500.000, chênh nhau 5 triệu đồng. Các bác có thể ghép những dòng âm ni như Hoàng Gia có vừa kể trong phần đầu video đấy ạ. Đấy, 88 trơn này, còn mấy cặp các bác nhá. 88A thì Hoàng Gia còn cặp full trùng xốp thì 32 triệu đã giới thiệu trong clip trước rồi. Còn trong nhà là khoảng 5-6 đôi nữa thì lát nữa Hoàng Gia sẽ quay cho các bác nhá. Đấy, 99A thì Hoàng Gia có cặp đẹp trung mộc, giá nó khoảng tầm 50 triệu các bác nhá. Để các bác 50 triệu. Đó, tem cờ đầy đủ 50 triệu. Đấy, còn thùng xốp Hoàng Gia cũng có luôn các bác nhá. Thì tùy vào túi tiền của các bác thôi. Đấy, thì đây là cặp 99A FB. À, tiếp theo thì Hoàng Gia sẽ đi vào trong này thì mời các bác chúng ta sẽ cặp 99A full thùng xốp trùng series. Thùng thì cặp này thì Hoàng Gia đã để trong thùng rồi, bác nào quan tâm thì xem lại clip Hoàng Gia đã có quay rồi các bác nhá. Cần ảnh thì Hoàng Gia sẽ gửi ảnh cho các bác. Đấy, cặp này là 70 triệu full thùng xốp trùng mọc hết. Và trong này thì Hoàng Gia còn tầm 1, 2, 3, 4 đôi 88A. Trong đây còn một đôi 88 trơn nữa các bác nhá. Đấy, 88 trơn là một cái dòng loa mà Hoàng Gia bán được rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là trong cái tầm tiền mà nghe nhạc xưa, nhạc cổ, nhạc băng cối rất là hay. Nên các bác lưu ý, nếu chúng ta không có nhiều tiền để mua 88A hoặc 77A thì chúng ta nên chơi 88 trơn cho em. Đấy, cực kỳ hợp tình hợp lý về túi tiền luôn. Đây, 88A thì còn 1, 2, 3, 4 cặp nữa các bác nha, 4 cặp. Tất cả đều là cặp đẹp hết các bác nha. Đấy, còn gân còn mục nguyên này các bác nha, gân còn mục nguyên. Đó, đây các bác này. Đấy, các bác nhìn tuyến loa nhá. Đây là trong kho thì điều kiện là ánh sáng nó không được như bên ngoài, nên là các bác nhìn là nó đã đẹp như này rồi. Nếu mà đủ ánh sáng lên ấy mà Hoàng Gia quay cho các bác ấy, thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy, có cả những cặp mà đã làm lại gân cho các bác rồi nhỉ. Đấy, làm lại gân nó tép rồi nhá. Cũng có cặp đã làm, cũng có cặp chưa làm. Đấy, nhưng nói chung là các tuyến loa thì đều đồng đều. Đấy, đây tất cả những cặp này thì đấy các bác có thể nhìn này. Đấy, còn mục nguyên nhá, những cặp nào mục nguyên thì Hoàng Gia cứ để nguyên thôi, bác nào thích thì Hoàng Gia làm, mà không thích thì để nguyên mà chơi cũng không vấn đề gì cả. Đấy, có những cặp đã làm lại gân rồi, có những cặp còn chưa làm lại gân. Đấy, thì đây các bác có thể nhìn này, Hoàng Gia quay xa các bác nhé, các bác có thể nhìn những cái tuyến loa nó rất là đồng đều nhau từ màu sắc, từ các tuyến loa các bác nhá. Đấy, đây là Hoàng Gia đã sắp xếp theo thứ đôi rồi, cứ từ trên xuống dưới là một đôi. Đây, trên dưới là một đôi các bác nhá. Đấy, cứ theo đôi một, cứ trên xuống dưới là một đôi. Đó, đây là một cặp, từ trên xuống dưới là một cặp. Đồng đều từ ê căng, từ các tuyến loa, rồi là thùng vách là đồng đều nhau. Thì đây là những cái dòng 88A, Hoàng Gia cũng bán rất là nhiều rồi. Các bác nào mà chúng ta có tầm cỡ tiền mà cứ xác định là tầm khoảng 28, 29, 30 triệu trở lên ấy, thì chúng ta mới chơi được 88A. Còn dưới cái cửa tiền đó thì chúng ta nên chơi 77A. Đó, các bác nhá. Dưới đó thì các bác nên chơi 77A. Thì đây là những cái dòng loa mắt võng mắt cáo mà Hoàng Gia có rất là nhiều. Đấy, thùng vách của như 99 trơn đây, các bác có thể nhìn này. Nói chung là đôi nào của Hoàng Gia đâu cũng về trong tình trạng nó sẽ thùng vách, nó sẽ vuông thành sắc cạnh này các bác nhá. Đấy. Có những cái là Hoàng Gia không quay phía sau được vì nhà nó chật, cửa hàng nó chật, không thể quay được, nhưng mà
đã nói và cam kết với các bác được, các bác hoàn toàn yên tâm là tất cả các thùng vách này nó đều vuông thành sắc cạnh như này hết các bác nhá, và tất cả các tuyến loa đều là bao zin tuyệt đối đấy, chấm tám trơn còn để trên kia thì đấy, thì còn 3-4 đôi toàn đôi đẹp thôi các bác nhá, có là thích tầm tiền thì liên hệ Hoàng Giao đâu. Ngày mai thì Hoàng Giao sẽ quay cho các bác một loạt trong loa R đấy, các loại R bánh bò này đây, rất nhiều loa R xếp ở đây các bác nhá, tất cả rất là nhiều loa R đây, bánh AR2, bánh tiêu, bánh bò rất là nhiều đấy, AR bánh ba, bánh bò, bánh bánh bò trung bông thép phíp, tăng cước AR3 phun thùng xốp cũng có luôn các bác nhá, cũng có luôn trong ngày luôn đấy. Thì các bác hẹn các bác trong một video ngày mai thì Hoàng Gia sẽ làm được cả kho bên kia, còn rất là nhiều loa các bác nhá. Thì AR4 cũng có một vài dòng, lòng đen lân sóng, lòng vàng dâu bạc rồi nòng nâu đó. Ở trong này thì cái kho là điều kiện ánh sáng nó hơi kém một chút nên là nhiều khi là hình ảnh nó sẽ không được bắt mắt như các bác xem như bên ngoài này. Ở ngoài này thì nó là cửa thì Hoàng Gia sẽ đầy đủ ánh sáng hơn thì nhìn nó sẽ chuẩn hơn các bác nhá. Đó, cũng là một video để gọi là giới thiệu với các bác và còn như là một số cái sản phẩm còn từ giờ đến phục vụ đến các bác đến cuối năm, đến Tết các bác nhá. Và hàng từ giờ đến chắc nó không còn về nữa, thì đây là những sản phẩm đang tuyển chọn rồi để phục vụ các bác chơi Tết trong cuối năm nay. Và giá thì Hoàng Gia cũng cân đối làm sao để một cái mức giá tốt nhất để các bác lựa chọn. Với 88A thì có những đôi 32 triệu phun thùng xốp, có những đôi 30 triệu, cũng có đôi tầm 28 triệu, cũng có đôi 27 triệu cũng có. Nó tùy vào độ đẹp của từng đôi các bác nhá. Nên là nó sẽ không có một cái giá cố định nào cả. Các bác nào có điều kiện chúng ta đến ghé thăm cửa hàng, được nghe, được nhìn trực tiếp, được lựa chọn nó dễ hơn. Còn với những bác nào mà chúng ta ở xa, các bác thích cặp nào, tôi muốn cặp mua 30 triệu thì Hoàng Gia sẽ gửi ảnh cho các bác cặp xuất sắc 30 triệu chẳng hạn, cặp 27 triệu hoặc 26 triệu, cặp nó sẽ kém hơn thì Hoàng Gia sẽ gửi ảnh cái cặp đó kém hơn. Nó tùy theo tình trạng, nó tùy theo cái tuyến loa nó đẹp hay xấu thì Hoàng Gia sẽ đưa ra những cái mức giá khác nhau. Đấy, nó sẽ không có thể giống nhau được. Đấy, và tất cả sản phẩm ngày hôm nay thì Hoàng Gia cũng đã báo giá công khai cho các bác rồi. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái clip Hoàng Gia sẽ làm một cái video để báo giá cho các bác những cái sản phẩm về đôi loa AR. Các bác nhá, những dòng loa AR Hoàng Gia sẽ báo giá cho các bác luôn để các bác lựa chọn và chúng ta lựa chọn trong cái dịp sớm chúng ta chơi Tết các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip lần sau. Và mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio thì số điện thoại như trên tấm biển màu xanh này, 0975884009 ạ. Địa chỉ cửa hàng tại cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip lần sau ạ.